Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play, hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt, chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi cả buổi tối. Trời ơi, ly trà sữa dịch này ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, các bạn biết không, nếu như các bạn nhé thử tải map của Hero Team bằng ID của MrVit 7410582 và được vào làng Hero Team để nếm thử ly trà sữa vịt con cực kỳ ngon, cực kỳ thơm và cực kỳ đặc biệt của mình này, là có chân châu đường đen này, có cả vị dâu ở bên trong này, có cả sicula trắng này, xong trên bên trên thân của cái ly trà sữa này lại có cả hình vịt nè. Trời ơi, ống hút lại trắng vàng. Trời ơi, hít một cái là bao phê. Và ok, và chào mừng quay trở lại với channel của mình nha. Mình là MrVit đẹp Pride các bạn ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một cái video mini world nữa cùng với cả MrVit nha. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video này, các bạn làm chân chính hay những bạn nào mới xem video của Vịt lần đầu thì nhớ lại cho Vịt một like này, một subscribe và sau đó ấn một cái chuông thật là mạnh để rung cái chuông reng lên nha anh em. Và nhớ chọn mục tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một video nào mỗi khi Vịt ra mắt nha. Hỡi, một buổi sáng thật là đẹp trời. Thì qua đi, trở về đi kiếm content quay cho bạn coi. Tôi các bạn coi cho mình lên 1 triệu view thì là mình có 1 triệu like. Trời ơi, vui. Ui các bạn ơi, ở kia đang có một em gái xinh xắn, trắng trẻo như ngọc pring. Trời ơi, thế thì làng Hero mình có xuất hiện hot girl. Trời ơi, ra cô gái. Này là em gì ơi? Ôi, cái gì vậy? Ta là những người hiểu cái hoạt ngay lập tức. Cái gì? Ủa, trong nghe cái giọng quen quen ta. Cái giọng này quen ta. Em là ai không? Đứa nào đi. Xin giới thiệu với anh em chính là mù anh âm Simmy đây. À, hóa ra là mù chim heo. Ủa các bạn ơi, mù chim heo hôm nay ăn mặc kỳ lạ các bạn ơi. Mù chim heo hôm nay bị mưa, nắng, bị ẩm, đầu bị ẩm IC, chập IC hấp rồi. Giờ không người mặc cái bộ này chị ạ. Hôm nay em sẽ cosplay thành Thiên Thần. Anh có thấy em giống Thiên Thần không? Thiên Thần à? Đúng rồi, nè em chẳng tin như kiểu Omo luôn, anh thấy không? Trời má, nhìn em cosplay Thiên Thần mà anh tưởng em vừa ngã vào cái thùng máy giặt chứ. Chẳng tin hoài. Trời đúng rồi, em đã cosplay Thiên Thần này, cánh nè, váy nè. Wow. Các bạn ơi, Simmy cosplay Thiên Thần đẹp quá bạn ơi, mà Thiên Thần bị chột. Cái gì bị chột? Chị đeo kính một bên chị. Cái này là ngầu lói để biết ra. Ngầu, ok ngầu bạn. Hỏi các bạn ơi, tính ra là Simmy cosplay ở bên trong mini world đẹp vãi cả chuối anh em. Mình sẽ cho bạn xem một cái này, một cái món quà bí mật mà mình dành riêng cho những bạn nào đang xem video của mình ngày hôm nay nha. Đây, ta-da! Đây chính là hình Simmy cosplay ở trong một lần thử thách cosplay duy nhất trong đời. Và chắc là sẽ không có lần hai đúng không? Đó, Simmy đang cosplay thành một cái bạn nhân vật Deku. Đó, nhìn trông rất là cute, phu mai que và trông gọi là cực kỳ hấp dẫn. Hôm nay thì mình vào đây mình lại được chứng kiến một lần thứ hai Simmy cosplay ở bên trong mini world. Ủa, hôm nay sao tự nhiên em bán trà sữa mà em cosplay chị ạ? Hôm nay em vô tình mua được cái bộ đồ xanh quá nên mặc để gì ta cho khách hủ hồn chơi. Hóa ra là cô chủ quán này biết cách là cosplay đẹp đẹp lên, hoặc là ăn mặc đồ cổ trang hoặc là đồ Tây Âu gì á để hấp dẫn khách anh em ơi. Một chiêu trò kinh doanh cực mạnh anh em. Ôi, nhân tiện ngày hôm nay nha, em đang có một bộ đồ đẹp như này nha, thì anh muốn rủ Simmy đi khám phá cùng anh một cái thế giới cực kỳ hay, nó có chủ đề là Thiên Thần và Ác Quỷ. Thật hả? Đúng rồi. Thật luôn. Hôm nay nha, mình và Simmy sẽ tổ chức gọi là đại chiến Thiên Thần và Ác Quỷ. Và ở đây thì chúng ta có Thiên Thần rồi, còn bây giờ mình sẽ biến thành bộ trang phục Ác Quỷ cho bạn xem. Ác Quỷ mới tên nhiệt đẹp trai nhào nha. Huy các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Ác Quỷ Mr. Dịch đó, có cánh nhưng mà không đội vòng thánh đó. Dù ăn là ác quỷ nhưng tóc ăn vẫn giữ nguyên một khung màu vàng không thay đổi. Để các bạn nhận ra đây là Mr. Dịch không, mình đẹp trai quá bạn nhận không ra. Khuôn mặt rất giống quỷ dữ đó, đeo len mắt màu đỏ đấy, mặc đồ trang phục Tây Âu, đeo cánh dơi, trông có vẻ giống là ma cà rồng quá. Thôi đúng rồi á. Đây chính là bộ trang phục của ác quỷ của mình nha. Và bây giờ mình và Simmy sẽ cùng đến với cả đại chiến Thiên Thần và Ác Quỷ, và cùng để xem đại chiến đến nhau thì chúng ta hãy đi ngay thôi nào. Let's go. Yo, các bạn ơi, mình nào bên phe ác quỷ bạn ơi. Đây chính là thế giới ác quỷ của mình các bạn.
thế giới ác quỷ tràn ngập lava mà mình có thể tự chết nếu như mình nhảy vào chính lava của mình đó. Còn bên trên kia chính là vương quốc của tên thiên thần mèo Simmy. Bây giờ mình sẽ tham quan thế giới ác quỷ trước anh em. Thế giới ác quỷ nha, khung cảnh được build ở bối cảnh địa ngục nè, tường thành cũng là địa ngục nè, ở trong này thì mấy con rồng. Ồ, cái giường mình, à đây cái giường mình đây. Wow, cung lửa quỷ. Oh man, kiếm bay. Kiếm quỷ nhỏ. Wow, nhiều vũ khí vậy. Ui, cái gì đây? Đinh ba lửa. Wow, thêm một món nữa đi. Ôi, có bốn món nữa à? Ôi, tưởng năm món thôi em, nhưng thôi bốn món được rồi. Ôi, mình thử cung. Ui, my fucking god, cái cung này đẹp vãi chuối các bạn ơi. Ôi, có nhiều tên này, mình sẽ lấy tên ra để bắn cung nhanh em. Ôi, còn bên này là chúng ta có một cây kiếm. Cái kiếm này sao cầm trong si đài. Kiếm này cầm luôn, bị ngang ngang này này. Ồ, ui, cái cây kiếm quỷ nhỏ này thì đẹp lắm này. Ôi, đinh ba quỷ cầm này. Ui, 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 bắn đúng luôn nha anh em. Wow, hấp dẫn nhá. Ok bạn ơi, trên kia của thế giới thiên thần kìa. Bây giờ chúng ta sẽ lên khám phá xem thế giới thiên thần của Simmy có khác gì so với thế giới ác quỷ của mình không nha. Ác quỷ của mình là bao đẹp. Simmy ơi. Anh, ok vậy. Anh đù. Vẽ thiên thần sẽ bằng anh đó, nên anh là dám lên đây. What the hell man. Anh đù, nó chọi bóng vào mặt mình luôn này. À, hẳn là mày chọn cái chết rồi con ạ. Mày chết rồi. Ok bạn, đã thế nha. Mình sẽ không đi khám phá thế giới thiên thần nữa, mà mình sẽ chiếm đoạt được cái thế giới thiên thần này và mình sẽ lên khám phá sau. Chứ mà bây giờ mình chưa chiếm được, bây giờ mình lên nó ném anh à, nó coi thường. Ayu, nó vẫn ném anh tiếp là đậu xanh rồi nó. Mày chết rồi. Rồi, ok, Simmy đâu? Đứng ở đây coi, đứng lên cổng thiên thần nữa. À, ayu. Ayu! Simmy bắn to đầu luôn cả cái ốc này ơi. Đậu xanh Simmy, bây giờ mình sẽ trả thù cho quân của mình nha. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến giữa thiên thần mèo Simmy và ác quỷ Mr. V nha anh em. Let's go. Ok. Chà. Ayu! Ôi, tự chết luôn, hai người tự chết. Ô, sao bắn chết được anh nhở? Thế là hay chứ. Xin lỗi, xin vào đây, xin vào đây. Xin ra đây, ra đây. Hơi, hơi sọt. Ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ lên tòa thành của ác quỷ để chúng ta tấn công những cái con thiên thần ở trên kia nha. Tấn công nó nào. Hơi, hết sọt mày nè. Mày nè. Thiên thần Simmy nè. Không chết. Ôi, chết rồi. Tôi bị đốt máu, Đừng chết con, đừng chết. 5, 4, 3, 2, 1, đừng chết. Gục ngã trước cửa thiên đường này, thật anh em ạ. Không sao, chúng ta sẽ phục thù anh em. Hey, hey, hey. Đâu rồi? Anh đang trốn ở một nơi rất xa rồi, Simmy sẽ không tìm thấy anh đâu. Hey, 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 cùng ác quỷ bắn. Hey, headshot. Ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt một con thiên thần Simmy. Này thì thiên thần. Mày là con. Headshot Simmy tiếp này. Headshot tiếp này, double kill. Ác quỷ đã được 50 điểm. Mày chết rồi con. Ok, vì mình sẽ tấn công đi, tấn công pháo đài của thiên thần nhé anh em. Simmy chuẩn bị ra này, mình biết này. Headshot nè, headshot nè, Simmy núp nè. Thôi xong. Thôi xong, tôi lại bị chảy máu tôi chết. Thôi xong, chết luôn. Trời ơi, nó quán chết tôi rồi, trời ơi. Simmy. No, thiên thần đã sở hữu được một mạng quá quỷ. Chết rồi, đây rồi, Simmy đâu. Hey, 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 headshot, mèo. What the hell man. Simmy nè, ra đây. Ủa, nhưng mà anh phải giết được Simmy rồi. Anh bắn chết Simmy mà chảy máu thì anh sẽ không được điểm. Hey, hey, ra đây Sim. Ra đây Simmy, đừng trốn chạy. Thiên thần mà dám trốn chạy. Thiên thần, ra đây. Trốn chạy chứ. Hey. Bùm. Ủa, sao bắn không trúng vậy? Mình nghĩ là mình sở trường dùng cung thôi anh em. Adu. Tại sao tôi có thể chết được 3 mạng liên tục như vậy? Tại sao vậy? Hey. Hey, đây là một sự sỉ nhục đối với thế giới ác quỷ chúng tôi. Hãy chết đi Simmy. Hey, cha. Hết sức. Anh em thấy tôi mạnh chưa? Rồi anh em, rồi anh em tin vào tôi. Bây giờ tôi sẽ đột nhập thế giới của thiên thần mà thiên thần không thể biết tôi đang ở đâu. Đờ. Đâu thiên thần Simmy đâu? Hey. Được, thấy tôi mạnh chưa? Ông đã thấy tôi mạnh mẽ chưa? Simmy đâu? Thiên thần Simmy đâu? Ác quỷ bắt nạt mà. Hết sức. 110 điểm rồi anh em. Ra đây này. Ha! À, ủa sao kỳ á? Hình như mình không nhầm là cái trượng của thiên thần nó khỏe hơn là gậy của ác quỷ sao anh em? Simmy ơi, ra đây Sim. Ủa sao quay á? Cái gì nữa vậy? I need to respect it. What the hell? Sao cái trượng của tôi nó yếu vậy? Lần kèo thì chắc là một phát cuối cùng vậy các bạn ơi. Không thể cho tên cái ác quỷ đó. Simmy bắn em một cái chết là yeah. Yes. Ác quỷ luôn thắng Mr. Beat, luôn thắng anh em. Đó, bây giờ mình đã thắng kèo giữa mèo Simmy và Mr. Beat này anh em. Rồi, ok, chiến thắng đã được phân định 190-200. Rồi, bây giờ mình sẽ khám phá toàn bộ cung điện của thiên thần nha.
Đây là vũ khí của Thiên Thần anh em, mình sẽ thử cầm lên cho bạn coi nha. Thiên Thần là đang có kiếm này. Có kiếm này gì đó, có kiếm hay một cái gậy gì đấy. Ờ Simmy ở bên dưới này em có gậy nè, có cung nè. Cái gậy này nó không xài được, ăn xài cái gậy từ coi. Ờ ha, gậy này không xài được, gậy này chỉ khêu khêu được thôi. Ờ cái này cái gì đấy? Ồ cái này là cái súng à? Ok súng này. Wow, súng Thiên Thần anh em. Khá là đẹp. Ok bạn ơi, thì hiện tại bọn mình đã chơi cho bạn xong cái màn gọi là đại chiến Thiên Thần và Ác Quỷ rồi. Và nhiệm vụ của các bạn là nhớ chấm điểm cho Thiên Thần, Simmy và Ác Quỷ Mr. Vịt nha. Nếu bạn nào thấy Simmy hay thì nhớ để cho Simmy phím số 1. Còn nếu mà thấy cho Mr. Vịt hay thì để lại phím số 2 cho Mr. Vịt nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.